Câu hỏi tiếp theo con xin được đọc giúp quý Phật tử gửi tới cư sĩ Phúc Trí. Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa cư sĩ Phúc Trí cho con hỏi một câu. Thưa cư sĩ, chúng con đang giúp một ca hộ niệm. Người bệnh từ khi bị bệnh mới được nghe lá thư khuyên người niệm Phật và nghe ban hộ niệm chia sẻ con đường vãng sinh. Người bệnh này vốn rất thông minh, giỏi giang, đã được ban hộ niệm chia sẻ về việc nên buông xả những việc không liên quan đến vãng sinh. Vì thân thể yếu đau không biết ra đi lúc nào, nên lo niệm Phật để cứu lấy huệ mạng của mình. Khi có mặt ban hộ niệm thì có vẻ nghe lời, nhưng khi tiếp xúc với con cái trong nhà hoặc mọi việc không như ý, vẫn cứ phiền não chấp trước, hờn giận và thường nhớ tới việc quá khứ. Người bệnh này chỉ ưa khen, đã nhiều lần con được gia đình nói lại, người bệnh nói sửa mà không sửa được là bao, khi đụng chuyện là không buông xuống được. Các con đều phản ánh lại với chúng con như vậy. Khi chúng con về chia sẻ hỏi lại người bệnh làm và thực hiện những gì để được vãng sinh, về lý thuyết thì người bệnh thuộc hết nhưng chưa thực hành được. Chúng con xin kính hỏi cư sĩ cho chúng con lời khuyên, nếu người bệnh muốn vãng sanh mà không sửa được thì có được vãng sanh không ạ? Con thành kính tri ân cư sĩ ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên chư tôn đức tăng ni tham gia chứng minh. Con kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta nhớ rằng là thầy Dự Âm Tịnh Hải cũng có nói rõ, và đại lão hòa thượng Ân Sư cũng dạy là không sợ người không biết tu, mà chỉ sợ rằng tu mà không chịu sửa. Cho dù có tu suốt một đời nhưng không sửa cũng không vãng sinh tịnh độ. Đây là lời của Ân Sư. Ngài có nói rõ rằng chẳng nhẽ họ không chịu sửa, họ về Tây Phương, họ phá hoại môi trường hoàn cảnh ở Tây Phương sao? Đây Ngài nói rõ như thế. Đây gọi là tập khí. Thì Tổ sư Ấn Quang có nói câu này. Nên chúng ta ở đây phải cẩn thận nhé. Tu hành đừng lấy cái kiến thức thế gian mà đưa vào Phật Pháp. Ngài có dạy là thông minh ấy là bất năng địch nghiệp, phú quý chẳng khỏi luân hồi. Có nghĩa là một người có thông minh đến mấy cũng không thể địch lại cái nghiệp chướng của mình đâu. Rồi người có giàu quý, phú quý, giàu sang đến mấy thì cũng không tránh khỏi được luân hồi đâu. Nên nhiều người tưởng mình tài, mình giỏi, rồi cho mình tưởng là mình ngon, rồi tự ý mọi thứ, thì cuối cùng mình chết ngay ở điểm đó đấy. Nên nhiều người cứ tự cho mình tài, mình giỏi, mình có phương pháp riêng. Nhưng còn nhiều người còn có cho mình là có phương pháp riêng cơ. Nghĩ mình thông minh mà, mình nghĩ ra cái phương pháp tu riêng. Phật chẳng nhẽ lại thua họ, Tổ sư chẳng nhẽ lại chưa bao giờ nghĩ ra. Nên chính vì thế mà nhiều người bị nhầm. Nên họ tưởng là họ thông minh, họ gạt được ban hộ niệm. Nhưng họ đâu biết rằng những giờ thì họ có thể gạt được. Nên con thường nói người bệnh ý, là gạt, bây giờ gạt chúng tôi thì được, nhưng đối với chư Phật Bồ Tát, chư vị quỷ thần và chư vị pháp giới hữu duyên là oán thân đấy chủ ấy, không gạt được họ đâu. Nhưng lúc ra đi ấy, đến người cũng chẳng gạt được, là vì để lại cái thoại tướng là biết ngay tin hay không mà. Lúc ra đi là để lại cái thân tướng như vậy thì giấu người cũng chẳng giấu nổi. Chứ vậy thì nói cho họ biết ngay luôn là bây giờ nói như vậy, thì bảo họ là vậy không. Phật nói là gì? Được đới nghiệp, là đới lỗi lầm vãng sinh, chứ không được đới tập khí vãng sinh. Tập khí là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến. Vậy thì những điều họ làm như vậy, họ vẫn dối gạt sau lưng ban hộ niệm, gọi là cái tập khí quá nặng. Vậy nếu không buông xuống được thì vãng sinh sao nổi? Nên Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không mới nói câu rằng là trong đời ấy mà vướng nhất điểm gì thì khi chết là chết ngay ở điểm ấy. Có nghĩa là ta vướng ở điểm nào, khi chết vướng ngay ở điểm đấy. Ví dụ hàng ngày thích chỉ đạo con cháu được, rồi đến lúc lâm chung thấy cảnh mọi thứ nó biến hiện lên hình ảnh con cháu và làm cho gì, những người con cháu đó không làm theo ý mình. Lúc đó là gì? Tâm mải mắng con cháu, mải để ý đến con cháu, mải chỉ đạo con cháu. Cuối cùng là gì? Ông là gì? Là nghiệp chướng nó hiện lên ấy, nó dẫn mình đi mất rồi. Lúc đó là gì? Muộn, hối hận không kịp rồi. Nên chính vì vậy mà nhiều người tưởng mình tài, mình giỏi. Không phải. Tài giỏi thế gian không thể áp dụng
trong Phật Pháp được nhiều. Mặc dù con công nhận những người nếu mà tài giỏi thế gian, nếu thực sự tu hành thì họ rất tốt. Nhưng nếu mà để lấy cái kiến giải mà giỏi của mình mà mình nghĩ là mình ngon hơn người khác, mình tu hành mình phải tốt hơn người khác thì chưa chắc. Nên nhiều người bị mắc thế này. Đấy, vậy thì người bệnh như thế, họ không chịu sửa, thì mình phải gỡ cho họ. Gỡ cho họ là gì? Thứ nhất, bảo họ thông minh, họ tài giỏi gì. Nếu ở đây, nếu mà ai ở trên trong đường Zoom mà đang như thế, hoặc là người bệnh mà đang ở trên đường Zoom hôm nay, thì hôm nay con nhắc đây, nếu mình tài, mình giỏi, mình nói mình ngon hơn người khác được ấy, thông minh mà, thì sẽ biết được ngày giờ mình ra đi chưa? Chưa, đúng không? Chưa biết được ngày giờ ra đi của mình ấy, thì oán thân đấy chủ, họ biết được ngày giờ mình ra đi rồi đấy. Vậy là họ giỏi hơn mình đấy. Vậy thì buông xuống đi. Ban hộ niệm nhắc thì phải buông ngay đi. Là vì chính mình chẳng biết ngày nào mình đi, mà chư vị Pháp giới họ biết ngày nào mình đi rồi đấy. Vậy họ sẽ răng bẫy bủa vây còn lâu mới thoát được. Vậy phải nghe lời ban hộ niệm mà chỉ dẫn hướng dẫn, mà buông xuống ngay lập tức đi. Chứ đến lúc đó là gặp bẫy đấy. Cái thứ nhất là chúng ta thấy là chúng ta không thể giỏi bằng chư vị Pháp giới được. Và cái thứ hai, chúng ta ấy, nhớ rằng Phật Pháp không ở nơi lời nói, không ở nơi hình thức, mà ở nơi việc làm. Cho dù miệng nói giỏi đến mấy mà không chịu thực hiện thì vẫn là lừa gạt chư vị Pháp giới mà thôi. Vậy hôm nay nếu như người đó mà không quyết lòng, không chịu buông xuống cái lời hứa trên miệng, để in thì oán thân trái chủ họ tha, nhưng vì gì còn lừa gạt họ, vì gì không trung thực, nên hôm nay làm hứa quyết đi về Tây Phương trở lại giúp họ, mà cuối cùng nơi miệng mà nơi việc làm chẳng có. Thì họ bảo gì? Người này là điêu. Đáng nhẽ họ tha, nhưng cuối cùng điêu thì tội nặng lên gấp 2 lần. Họ sẽ làm cho bằng chết thôi. Lúc ra đi bắt đầu mới thấy cảnh mà. Thì Phật nói là hối hận cũng đã muộn rồi. Nên chính vì thế mà hôm nay con dặn là gì? Hãy cẩn thận. Cái thứ ba là lúc ra đi là gì ạ? Là không vãng sinh không phải do Phật không thỉnh liêng, à không linh thiêng. Không phải Phật là gì? Không đủ năng lực. Không phải ban hộ niệm không biết hộ niệm, mà là do tự mình không chịu buông xuống. Mà Phật đã dạy là gì? Không buông thì không vãng sinh. Đây là Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư nói là gì? Buông nhiều vãng sinh dễ, buông ít vãng sinh khó. Không buông không vãng sinh. Như vậy thì hôm nay tùy, nếu như mà không chịu buông xuống mà mất thời gian của người đến hộ niệm cho mình ấy, tội nặng lắm đấy. Là gì? Đáng nhẽ họ giúp được người khác, vô tình cuối cùng là gì? Là lấy đi cái phần thời gian của người khác mất. Đáng nhẽ chúng sinh khác được giúp, cuối cùng là mình lấy đi mất phần đấy. Thì tội mình nặng lắm. Nên chính vì vậy mà hôm nay, đấy vậy đâu phải là thông minh, đúng không ạ? Đấy lại là thông minh ở thế gian thôi. Còn trong nhà Phật đấy gọi là ngu si. Ngu si mà. Vì sao? Vì Phật dạy, tổ dạy, ban hộ niệm đến hướng dẫn lời Phật lời tổ, không làm theo, cứ tưởng thông minh, đâu phải. Đấy là ngu si chứ, đúng không ạ? Vậy là gì? Tự mình hại mình thôi. Đấy, vậy hôm nay là cái trường hợp như vậy ấy. Mình đến, mình hướng dẫn, mình khai giải, mình nói lại một lần nữa. Nếu không quyết lòng thì để chúng tôi đi giúp người khác, đúng không ạ? Để chúng tôi còn đi làm vì sao? Bây giờ có cách dễ lắm. Chúng ta chẳng cần phải đến ngồi 24/24 đâu. Bảo con họ ấy, đấy, lắp cái camera đấy, lúc nào họ là không nghe lời gửi lại cho ban hộ niệm. Thế là biết ngay này, ông đây, bà bảo bà hứa bà làm đây này, camera rõ ràng đấy, đúng không ạ? Thì cãi đằng giời, đúng không ạ? Cãi đằng giời, con nói là không cãi nổi đâu. Nên chính vậy nhiều người bệnh cứ lừa ấy, cứ bảo tôi không tiêm morphine gì đâu, ví dụ nhiều người. Nhưng để cho ban hộ niệm đến ngồi 24/24 3 ngày liền xem. Lúc đó thì đau đớn dễ dụa rồi, chỉ muốn ban hộ niệm ra về thôi, là vì để họ còn tiêm. Thế họ cứ lừa là tôi không tiêm morphine. Nhiều người điêu lắm. Con nói trước, điêu khó mang sinh mà. Nên con nói là gì? Hôm nay nhớ, vậy thì nhớ là thông minh nha, không địch được lại nghiệp mình đâu. Phú quý là không thoát được luân hồi đâu. Chỉ có niệm Phật, tu hành, thực sự cầu sinh cực lạc, thì với phàm phu chúng ta thời nay mới ra khỏi luân hồi ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí ạ. Một tràng pháo tay dài hơn nữa để cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí. Qua phần câu hỏi của quý Phật tử cũng như phần trả lời của cư sĩ Phúc Trí, chúng con sẽ cố gắng thành thật hơn nữa để đời này chúng con có phước phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật ạ.